Hello anh em, mình là Galaxy, hiện tại là caster cũng như là streamer tại game Valorant. Như mình đã nói ở tập đầu tiên giới thiệu về Valorant thì tập 2 mình sẽ đi sâu hơn về từng skill của mỗi engine cũng như là cách chơi game của mỗi engine. Và nếu bạn nào chưa xem tập 1 thì sau khi xem xong tập 2 này có thể quay trở lại xem tập 1 để ủng hộ mình nhé. Mỗi engine trong game Valorant đều tượng trưng cho một quốc gia, cho nên mỗi engine trong game đều có cách nói chuyện khác nhau. Không giống như Liên minh Huyền Thoại, các tướng chỉ nói một ngôn ngữ là tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác tùy chọn theo từng quốc gia. Khá giống với Liên minh Huyền Thoại, mỗi engine đều có cho mình một nội tại riêng, cùng với đó là 4 kỹ năng, trong đó 3 kỹ năng thông thường và một kỹ năng đặc biệt thường được gọi là NT. Và tập 2 này mình sẽ nói về lớp engine trong Duelist, đó là engine Z. Engine Z đến từ quốc gia của Hàn Quốc. Một cái tên đọc lên thì giống với một huyền thoại sống của Liên minh Huyền Thoại, đó là Z. Một sát thủ rất khét tiếng trong liên minh, nhưng skill thì lại là một vị tướng khác. Một vị tướng chuyên về gió. Và nói về gió, các bạn có thể liên tưởng đến một cái tên rất quen thuộc trong cộng đồng Liên minh Huyền Thoại rồi đúng không? Đúng rồi, đó là Yao Su. Yao Su sinh ra để điều khiển gió trong Liên minh Huyền Thoại, thì đối với Dệt, cô ta sinh ra để điều khiển gió trong Valorant. Lá lướt, mềm mại, quyết đoán, lạnh lùng là những gì mà mình có thể nói về cô nàng Dệt này. Engine Jet đến từ Hàn Quốc, sở hữu cho mình nội tại là điều khiển gió. Và cô ta có thể bay lơ lửng trên không nếu như bạn đè nút bay. Chúng ta sẽ đi vào 4 kỹ năng của cô nàng này nhé. Kỹ năng thứ nhất, Cloud Burst, ném ra một đám mây sương mù che khuất tầm nhìn của đối phương. Lúc sử dụng skill, bạn có thể đè chuột trái, xong sau đó bạn kéo qua trái, qua phải hoặc lên xuống để điều khiển được hướng đi của đám mây. Kỹ năng thứ hai, Upgrass. Z bay cao lên một khoảng nhất định trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, bạn nhấn và giữ space để cho Z có thể lơ lửng trên không và Z sẽ đáp đất từ từ. Kỹ năng thứ ba, Tailwind. Z ngay lập tức dịch chuyển một quãng ngắn theo hướng chạy. Sau khi bạn sử dụng kỹ năng này, bạn nên nhớ bạn sẽ delay 1 giây để rút khẩu súng ra, cho nên hãy sử dụng một cách khôn ngoan. Sau khi bạn tiêu diệt được hai mạng thì E sẽ tự hồi lại kỹ năng. Nếu bạn nhấn cùng lúc nút qua trái cộng nút E thì lướt sẽ tự động đi theo hướng đó, tương tự như các nút còn lại. Còn nếu bạn không nhấn nút nào hết, chỉ nhấn mỗi nút E thì skill lướt sẽ tự động lướt lên phía trước màn hình. Kỹ năng đặc biệt, Play Storm, sử dụng một số phi tiêu gây sát thương và kết liễu đối phương ngay khi headshot. Nếu hạ gục đối phương thì chiêu thức sẽ được hồi lại. Nhấp chuột trái, ném một phi tiêu duy nhất, nhấp chuột phải, ném tất cả các phi tiêu còn lại và gây một vụ nổ trong tầm ngắn. Một số mẹo khi bạn chơi dệt mà mình có thể chỉ cho các bạn. Như map Heaven, ở bomb site A, khu vực Heaven, những engine khác lúc nhảy xuống chắc chắn sẽ bị mất máu. Nhưng đối với dệt, chỉ cần dash bay là các bạn có thể đắp đất an toàn và còn có thể thay đổi vị trí rất dễ dàng. Kỹ năng thứ hai, Upgrass, giúp bạn vượt tường, vượt địa hình của map khi bạn nhấn Q và E cùng lúc.
hoặc là chọn một góc để thủ sai mà đối phương không hề biết đến. Kỹ năng thứ 3, Tywin. Kỹ năng này như là một phép tốc biến trong Liên Minh Huyền Thoại. Nó có thể giúp bạn sống sót trong một giây và cũng có thể giúp bạn trong một tình huống sai lầm. Bạn nên sử dụng lúc đối phương không có tầm nhìn, như kết hợp với kỹ năng thứ nhất Lost Bird, hoặc kết hợp với những người đồng đội của mình có kỹ năng làm mất tầm nhìn của đối phương như là Brimstone, Omen, Phoenix, vân vân. Và kỹ năng này có thể phá luôn cái bẫy của là Cypher khi bị cái bẫy phát hiện. Kỹ năng đặc biệt Blaystorm. Bạn nên sử dụng kỹ năng này một cách chính xác vì nó là một trong những kỹ năng mà mình đánh giá rất cao. Nó có độ chính xác tuyệt đối, nhanh hơn cả đạn trong súng, và khi bạn bay lên không trung, kỹ năng này vẫn không bị giảm độ chính xác lên đối phương. Khi đứng cách xa đối phương, bạn nên sử dụng cần phi tiêu để có thể nhắm chính xác vào đầu đối phương. Khi áp sát hoặc gần đối phương, bạn nên sử dụng hết tất cả 5 phi tiêu, cho dù đối phương còn 50 giáp, 100 máu thì cũng phải lên bảng điểm số. Cả 4 kỹ năng này bạn có thể kết hợp lại với nhau thành một skill hoàn mỹ tùy theo độ sáng tạo của các bạn. Đó là những gì mình biết về Engine Jet đến từ Hàn Quốc. Nếu các bạn có thêm ý kiến hoặc mình còn thiếu hay sai sót, các bạn có thể để lại comment bên dưới video này nhé. Và các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một nút like, một nút subscribe, một nút share để ủng hộ mình nhé. Và đừng quên ủng hộ cho mình trong những video sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. À, quên nữa. Trước khi kết thúc video tập 2 này thì mình sẽ cho các bạn xem một số highlight của Engine Jet nhé. Bye bye lần 2. Vậy nha. Hihi. One down. Wow. He's in. Massive. Let's go. No charges left. Making the opening. Okay. One enemy remaining. Oh my god, ace. 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 Absolutely. Yikes. Be shy. 30 seconds left. Come on, I'm not even gonna look at this last guy. You know what I mean? I'm not even gonna look at him. Oh my god, I'm not even gonna look at the guy, huh? Yeah, watch this shit, boys. Watch this shit. You guys ready for some plays? Oh. Remaining. Your fault. Wasn't he there as well?